Đấy nữa, lúc mình mở chìa khóa gì đó là cái này là bỏ chạy ha. Rồi thì lấy tay nhấn nút này nè, dưới nè, nắm con thì nó chuyển qua làm theo một cái là sẵn rồi. Lúc này ra thì nút bỏ là chuyển qua một cái đúng luôn. Đó. Cái nữa đó là khóa bỏ rồi, rồi khóa bỏ cái đó đi, rồi thì nhấn chuyển qua màu đỏ, cái này là rồi nhấn luôn, rồi theo mình đã tắt. Ví dụ mình đang mở khóa rồi thì bấm nút giữa, rồi chống dắt, rồi người ta dắt theo mình đi. Rồi bấm tắt. Rồi bút trên là tìm xe, bấm tắt. Bấm xe mình ở bên phải. À, rồi chị muốn bỏ lại, chị bấm nút dưới chuyển qua màu xanh. Nhưng mà để quên đồ cái này trong kết xe có nghĩa là hàng khác nó tới lấy xe mình đi là mất tiêu luôn. Anh để màu xanh thì nó lấy xe anh được, còn anh có cái độ màu đỏ rồi là nó không lấy được. À, đề máy không được. Đề máy không được, để có cái độ màu đỏ, còn có cái độ màu xanh là nó mở được. Đó, bây giờ chị quên, ví dụ quên nó quên cái đồ quên trong cốp xe. Kiếm nhớ vô. Thì này trường hợp thôi chứ không xài. Rồi cái này là nhớ cái này nó sẵn rồi. Tại qua tuần sau quay lại để ta nhớ. Ha. Điều riêng tại vì đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.